Chơn cũng mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chơn Miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình chia sẻ cách để ốp lát cái cầu thang cô chú anh chị và các bạn. Thì cái cầu thang này là bề ngang nó là 3 m, chiều dài nó là mỗi một bậc thang như vậy là ra 30, chiều cao lên là 12 phân. Đó, thì ở trong cái nền mình lót ra thì có đi một cái miếng viền, khoảng cách chạy viền để mà khoảng cách gạch lát nền ở trong cô chú anh chị. Thì ở đây mình có xây một cái đường gạch ngang để mình chịu đầu gạch. Thì những cái đường gạch như vậy, mỗi bậc thang như vậy thì mình sẽ làm hồ để cho ép cho nó sẽ đặt vô trong cái miếng gạch phía trên, để khi mình đưa miếng gạch đứng lên mình ép vô thì cho hồ nó dư lên để cho nó không bị bợp ngang cô chú anh chị. Để những cái cầu thang mà mình làm mà bị bọng thì mình vô tình mình gớt một cái gì đó xuống nó cứng thì nó sẽ chấn động, nó sẽ bể miếng gạch mình ra. Thường thường hay chăng những cái đầu gạch bậc cầu thang cô chú anh chị. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ để mình mời cô chú anh chị và các bạn xem mình ốp lát cầu thang như thế nào để cho nó đạt được hiệu quả nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc mình làm nha. Thì ở mỗi bậc thềm như vậy là mình cũng có trát qua một lớp hồ dầu ngang của chú anh chị và các bạn. Thì cầu thang này mình xây cũng lâu đó, thì bụi bặm rồi nó đóng ở trên cái bề mặt. Thì trước khi mình ốp những cái cầu thang như vậy thì mình nên vệ sinh tưới nước, rồi mỗi lớp là mình phải trát một lớp hồ dầu lên để cho nó có độ bám dính, nó không bị bợp và bong tróc khi mình thời gian sau mình sử dụng nha. Khi mình cán cái mặt bằng của cái bậc cầu thang thì mình lấy cho nó có cái độ hơi nghiêng ra ngoài nha cô chú anh chị và các bạn, khoảng độ chừng 5 ly là nghiêng là đủ rồi nha. Để khi có mình tưới nước hoặc là mưa có tạt thì nó cũng chảy ra hết, nó không bị động ngược lại vô trong để mình đi có thể là mình trợt nha cô chú. Thì ở đây mình sẽ cán cano nghiêng ra 5 ly. Rồi sau khi mình cán một cái lớp mà mặt bằng của cái bậc cầu thang thì mình sẽ lót lát trực tiếp luôn cô chú anh chị và các bạn. Thì mình sẽ quậy hồ dầu, mình sẽ tưới lên cái lớp mặt vừa cán xong thì nó có cái độ ẩm, thì mình đi trực tiếp luôn cho nó chắc luôn nha cô chú anh chị. Rồi sau khi mình đã lót bậc cầu thang ở trên thì mình sẽ tạt hồ dầu và sẽ cán cái bậc tiếp theo mấy dưới ngang cô chú anh chị các bạn. Thì ở đây mình là lót ở trên dài xuống chứ không dưới lót dài lên nha. Khi mình đã tạt một lớp hồ dầu qua thì mình sẽ đưa hồ sáp qua ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì cái hồ sáp này thì mình trộn là 8 xô cát 1 bao xi măng nha, để cho nó có độ cứng ngang cô chú anh chị các bạn. Khi mình lắp cái miếng gạch lên thì nó sẽ rất là chắc chắn nha.